Ờ. Đào tiên Việt Nam. Sao nó như quả dừa mà nhìn nhỉ? Giống quả bưởi mà xa thì giống quả bưởi mà lại gần thì giống quả dừa nhỉ, cái vỏ nó giống quả dừa. Vậy cái quả này nó lâu nhỉ? Đây là cửa gì chứ nhỉ? Lên trên kia. Đi lên thì đúng không? Cửa nào ạ? Cửa Minh, cửa Bàn, cửa Tạ Bảo. Bao giờ cho... Bên trên kia là chùa Tĩnh Giả. Không, chùa Tĩnh Giả trên cùng ạ. Ở đây trên cao kìa. Vâng, chùa Tam Bảo trên cùng ạ. Vâng, Tam Bảo. Nếu như mà có giấy tờ thì chúng ta để lên Tam Bảo là... Không, nhà nước vừa năm vừa 16 vừa rồi khai hội rồi. Khai hội chùa Bái Đính. Điểm rồi ạ. Điểm rồi. Điểm tâm tượng rồi. Vâng ạ. Lâu rồi mà em thấy đi họ ra đây. Sớ từ lâu. Sớ sớ là chất gì. Lễ lượng tâm tiệm tâm tượng vào năm 2009. Lễ điểm tâm tượng vào năm 2009. Điểm tâm tượng vào năm 2009 rồi. Điểm tâm tượng chính của ba. Đòi hai.